Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin thiền tục Tuấn Tăng cầu tình đậm nước mắt đầu đời và đứa con vô thừa nhận. Vấp ngã đầu đời, đôi lúc có những lần gặp hiền thục, tôi cứ tự hỏi, đi hỏi lại hàng trăm lần, rằng cô gái này là người như thế nào? Miệng thì cười tươi mà đôi mắt sao vẫn có những lúc mênh mang buồn, nhí nhảnh và hồn nhiên đấy, nhưng đôi khi cũng già cỗi và lo lắng đúng như một người đàn bà từng trải. Và mỗi lần như thế tôi lại nghĩ rằng cái cô bé hiền thục này thật phức tạp quá. Nhưng nếu nhìn lại quãng thời gian ca hát của hiền thục, nhìn lại những sóng gió mà cô đã trải qua, nhìn lại nỗi đau, sự cay đắng, nghiệt ngã và những ấm ức trong lòng cô ca sĩ trẻ này, thì sự phức tạp của một người đàn bà vừa trẻ con, vừa từng trải, vừa ngây thơ, nhưng cũng hết sức dày dặn như hiền thục là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Những năm tháng tươi đẹp của chim sơn ca, hiền thục sinh năm 1981, trong một gia đình bình thường giữa đất Sài Gòn, có mẹ là cô giáo, là con gái út trong một gia đình có ba anh chị em, nên hiền thục được bố mẹ tuyệt đối cưng chiều, yêu thương và ưu ái dành cho sự quan tâm đầy đủ nhất, về cả vật chất lẫn tinh thần so với hai người anh chị của mình. Chính vì thế ngay từ khi hiền thục còn bé, dù gia đình không lấy gì làm khá giả, nhưng biết cô con gái út thích ca hát nên bố mẹ hiền thục vẫn cho cô đến tham gia sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi của thành phố, cái nơi đào tạo ra nhiều mầm non âm nhạc mới cho showbiz Việt. Ở đây nhờ tiếng hát trong vắt và sự tự tin, nhí nhảnh của một cô nhóc hồn nhiên đã khiến cho hiền thục được chọn vào đội sân ca của nhà thiếu nhi, từ đi biểu diễn trong các đêm nhạc cho thiếu nhi và được nhiều bạn nhỏ vô cùng yêu quý. 10 tuổi hiền thục đã trở thành ngôi sao nhí, được đánh giá là đặc biệt có triển vọng trong tương lai, khi lần lượt 3 năm 1990, 1991, 1992, cô đều giành giải nhất đơn ca trong cuộc thi tiếng hát của thiếu nhi toàn quốc. Sau đó là hàng loạt các giải thưởng lớn như huy chương vàng tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc, huy chương bạc giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc, cúp vàng ca sĩ trẻ châu Á 1999. Đó là những bàn đạp quan trọng tạo cho hiền thục những bước đà mạnh mẽ, giúp cho cô bước chân dễ dàng vào làng giải trí Việt. Năm 16 tuổi, hiền thục thi đậu lớp trung cấp của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm thủ khoa. Từ thời còn là sinh viên nhạc viện, hiền thục đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc. Cô tham gia các show diễn từ nhỏ đến lớn, dần dần khẳng định tên tuổi của mình và đã có album đầu tay hiện thuộc với những giai điệu Á Châu, tuyển chọn những bài hát hay của làng nhạc châu Á, được cô thể hiện bằng nhiều thứ tiếng. Album này đã nhận được sự yêu thích và phản hồi tích cực từ khán giả cũng như giới phê bình âm nhạc. Cùng với đó, bài hát Email Tình Yêu do cô thể hiện đã lọt vào mắt xanh của chàng nhạc sĩ Tuấn Thăng, nhóm trưởng của ban nhạc Sài Gòn Spoil, tạo ra cơ hội hợp tác giữa hai người, đồng thời gắn kết cô và Tuấn Thăng trong mối tình đầu thời thiếu nữ của hiền thục. So với các ca sĩ đã trưởng thành từ nhà thiếu nhi của thành phố, hiền thục là một trong những ca sĩ thành công nhất trong việc bứt phá để khẳng định mình trong lòng khán giả, giúp khán giả dần quên đi hình tượng một sân ca nhí của đội sân ca năm nào. Với giọng nữ trung trời phú, hiền thục đã nhanh chóng trở thành một ca sĩ triển vọng và giàu tiềm năng của showbiz Việt, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho con đường ca hát mà hiền thục đang theo đuổi. Những fan hâm mộ của hiền thục ngày ấy đều nói rằng trước sự nhí nhảnh hồn nhiên và nụ cười nở xòe như một bông hoa của cô ca sĩ này. Thời điểm đó, cát xê của hiền thục tăng lên ầm ầm. Đã có những chương trình cô nhận được cát xê 15 triệu đồng cho một đêm diễn, một mức thù lao đáng mơ ước với bất cứ ca sĩ trẻ nào như hiền thục. Vấp ngã đầu đời và những đau đớn của một bà mẹ trẻ đơn thân, khi tương lai đang rộng mở thì năm 2002, hiền thục đột ngột tuyên bố sẽ lên xe hoa với nhạc sĩ nhóm trưởng Sài Gòn Boy Tuấn Thăng. Khi cô mới bước sang tuổi 21, mối tình này của hiền thục được gia đình hai bên bạn bè và khán giả vô cùng ủng hộ. Bởi trong mắt mọi người, họ là một cặp đôi đẹp, trai tài gái sắc, khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến và mơ ước, thậm chí là ghen tị. Hiền thục từng tâm sự rằng, ngày đó cô yêu Tuấn Thăng bởi sự hào hoa, tài giỏi và bản lĩnh của chàng nhạc sĩ trẻ. Và Tuấn Thăng xuất hiện trong cuộc đời của hiền thục khi người anh trai duy nhất của cô đã qua đời do tai nạn giao thông. Chính vì thế cô càng quán quýt và si mê chàng nhạc sĩ này đến mê dại. Và tình yêu đó đã khiến một mầm sóng mới nở trong người của hiền thục. Khi cô 21 tuổi, họ đã quyết định đám cưới với nhau để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đám cưới đó đã vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Tình yêu giữa hiền thục và Tuấn Thăng tan vỡ và đẩy cuộc đời của hiền thục sang một trang khác. Ngày ấy vì hiểu nhầm và vì sự lạnh nhạt của Tuấn Thăng, khi hiền thục mang bầu và sinh con, cô đã quyết định chia tay anh và can đảm chấp nhận cuộc sống cũng như áp lực của một bà mẹ đơn thân. Bé Gia Bảo ra đời trong lúc cuộc sống của hiền thục
cũng như gia đình cô đang trong giai đoạn khốn khó nhất. Hiền Thục kể khi đó đã có thời điểm cha cô phải đi đạp xích lô để nuôi sống gia đình, còn cô dù bụng mang dạ chữa vẫn phải đi hát ở các quán bar, các nhà hàng để kiếm tiền tích góp cho những ngày sinh nợ. Đến tận khi bụng phượt mặt, không còn đi lại dễ dàng được nữa, Hiền Thục mới chấp nhận nằm ở nhà đợi ngày đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng những khó khăn chưa dừng lại ở đó, ba Hiền Thục bị tai biến và phải nằm liệt giường trong bệnh viện. Bao nhiêu tiền của trong nhà, bao nhiêu thứ tài sản có giá trị trong nhà đều được dùng hết lại để chữa bệnh cho ba. Thời điểm đó, một mình mẹ Hiền Thục lo lắng bươn trải, chăm sóc cho cả ba người, chăm ba cô trên giường bệnh và chăm cả hai chị em Hiền Thục đều đang bụng mang dạ chữa. Những ngày tháng đó, nhìn mẹ tất tả đến bệnh viện chăm cha, rồi lại chạy qua chăm mình, Hiền Thục đã ứa nước mắt bởi sự hy sinh cũng như tấm lòng của người mẹ. Không một ai trong gia đình cô, đặc biệt là mẹ cô, tránh mắng Hiền Thục một lời về cái thai trong bụng, về sự cả tin bồng bột và dạy dột của cô con gái ngây thơ, chưa va vấp nhiều với cuộc đời. Ngày Hiền Thục sinh bé tí này, trong nhà gần như chẳng còn tiền. Bố đứa bé cũng chẳng màng quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ Hiền Thục. Đó là những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của Hiền Thục, nhất là khi cô vẫn còn quá trẻ, chưa đủ che sàng để chịu áp lực từ dư luận. Khi đó dù đã chấp kính việc mang thai rồi sinh con, nhưng cái tin Hiền Thục không chồng mà chữa, rồi làm một single vẫn lọt ra ngoài và xuất hiện rơi vãi trên các mặt báo. Hiền Thục có thể coi như một trong những ca sĩ tiên phong cho trào lưu single của nữ nghệ sĩ bay. Bởi sau Hiền Thục lần lượt ca sĩ Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thái Thùy Linh cũng tuyên bố trở thành single mom với dư luận đã là điều hết sức bình thường. Nhưng thời điểm Hiền Thục mới sinh con, đó là điều không hề dễ dàng. Và Hiền Thục với hoàn cảnh bi đát và khó khăn của mình đã phải chống đỡ thêm những bú rìu của dư luận. Những tưởng Hiền Thục đã không thể vượt qua, mà đúng là có những lúc cô tưởng như mình chẳng vượt qua được thật. Nhưng khi đó vì thương mẹ, thương đứa con gái mới chào đời, vì trách nhiệm với gia đình và vì ý chí của một người phụ nữ vừa trở thành mẹ, Hiền Thục đã không cho phép mình thất bại. Cô bắt đầu lại từ đầu với con số 0 bằng một niềm tin sắt đá và một lời thề quyết liệt rằng mình không bao giờ được phép gục ngã. Những ngày đầu quay trở lại ca hát sau khi sinh, Hiền Thục đã đánh mất toàn bộ những nỗ lực, những thành công mà cô đã gây dựng được trước đó trong suốt nhiều năm. Thời điểm trước khi sinh con, cô còn nhận cát xê hàng chục triệu, thì sau khi sinh, cô phải chấp nhận đi hát ở các quán bar, nhà hàng với giá cát xê 30-50 ngàn đồng, rồi tăng dần 100-200 ngàn đồng, đúng như một ca sĩ mới chập chững bước vào nghề. Có những đêm hát về ôm đứa con nhỏ, cô chỉ biết ngồi khóc vì tủi thân, tưởng mình sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được nữa. Nhưng chỉ sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nằm trong nôi ngủ một giấc no say, gương mặt phúng phím ngây thơ, Hiền Thục lại có thêm sức mạnh để chiến đấu với cuộc đời, không bao giờ cho phép mình đầu hàng. Những nỗ lực và ý chí phi thường của Hiền Thục đã được bù đắp khi cô dần dần lấy lại được vị trí của mình trong làng nhạc Việt, từng bước một, dù mỗi bước đi đó không hề dễ dàng và không hề phẳng lặng. Sau những nỗ lực và khó khăn ban đầu, Hiền Thục đã dành từng đồng tiền nhỏ tích góp được trong những đêm ca hát ở quán bar, phòng trà, vừa để nuôi con vừa để dành tiền làm album. Giọng hát của cô lúc này vẫn trong veo, nhưng không còn cái cảm giác hồn nhiên con sơn ca ngày nào. Thay vào đó là nỗi buồn mênh mang của một người con gái đã trở thành đàn bà và phải chịu những nghiệt ngã cay đắng của số phận khi còn quá trẻ. Chính vì thế mà khi đó cô hát những bài hát của Trịnh Công Sơn rất hay, được khán giả vô cùng yêu thích. Ca sĩ đầu tiên tìm đến Hiền Thục và mời Hiền Thục hợp tác khi đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Khi giọng hát của Hiền Thục và thích nhất giọng của cô, anh đã mời cô tham gia live show của anh, gây được sự chú ý và sự ủng hộ của khán giả. Và Đàm Vĩnh Hưng đã không chọn nhầm, bởi trong live show đó, Hiền Thục đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Vượt cả sự mong đợi của Đàm Vĩnh Hưng, cô đã thể hiện rất thành công những bài hát Nụ Hôn Xa Vắng, Một Thoáng Mưa Hồng. Sau những bước đi đầu đầy gian nan, giật lấy lại được cảm tình và tình yêu của khán giả, Hiền Thục đã không bỏ lỡ thời cơ. Khi lần lượt ra 5 album trong bộ Ngũ Hành gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để thể hiện từng chủ đề, từng ý tưởng của mình, những album này đã giúp cho Hiền Thục dần lấy lại được vị trí của mình trước khi sinh con và giúp cho cô ngày càng có chỗ đứng vững vàng trong showbiz Việt. Sau giai đoạn khó khăn nhất qua đi, người ta thấy Hiền Thục ngày càng vững vàng và trưởng thành. Mỗi lần cô xuất hiện vẫn thấy Hiền Thục rất ngây thơ nhưng cũng rất từng trải, rất trẻ con nhưng cũng rất đàn bà. Điều đó làm nên một sự hấp dẫn của riêng Hiền Thục. Là một người con gái rất có trách nhiệm với gia đình, nên khi đã vượt qua những khó khăn ban đầu về tài chính trong thời gian mới quay trở lại ca hát, Hiền Thục đã gánh lấy trách nhiệm nuôi cả gia đình, chi trả chi phí cho người chị gái bị căn bệnh hiểm nghèo, nuôi con gái mình và nuôi cả cậu cháu trai, con chị gái thay mẹ nó. Ý thức và trách nhiệm của Hiền Thục với gia đình
khiến cho bất cứ ai biết cô đều cảm thấy kinh phục, bởi Hiền Thục còn rất trẻ, còn ở cái tuổi ích kỷ và nghĩ nhiều cho bản thân mình. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Hiền Thục sinh cô con gái Gia Bảo, có tên gọi là Nhà Tí Nị. Bây giờ cuộc sống của Hiền Thục đã không còn khó khăn như những ngày cơ cực trước kia. Cô đã có thể mua nhà biệt thự, mua xe hơi và cho con gái mình một cuộc sống no ấm đầy đủ, với những điều kiện nuôi dưỡng tốt nhất. Từng bị đồn đoán là yêu đại gia này đại gia kia, từng có những nghi vấn tình cảm với Hứa Vĩ Vân, nhưng đến thời điểm này Hiền Thục vẫn một mình lấy bóng đi về trong ngôi nhà của mình, lấy niềm vui niềm hạnh phúc được nô đùa vui chơi với cô con gái bé nhỏ trở thành niềm vui lớn nhất của cuộc đời mình. Có không ít lần ngồi tâm sự, cô đã nói vu vơ rằng có thể sau này cô vẫn yêu và vẫn hết mình với tình yêu, nhưng có lẽ cô sẽ không lấy chồng nữa. Có lẽ vì Hiền Thục sợ cô con gái bé nhỏ của mình sẽ gặp bất hạnh, sẽ chịu thiệt thòi, hoặc cô sợ cho chính cô, bởi giờ cô như con chim sợ cành cong, không dám mạo hiểm cuộc đời mình thêm một lần nữa. Những lùm xùm chưa bao giờ dứt, vẫn còn nhiều điều chị chưa chia sẻ, sự im lặng ngần ấy năm, lý do cấm cửa người cha và đặc biệt là những chi tiết cụ thể, để đến hôm nay vẫn còn ít nhiều sắc hận trong chị, dù nhắc về người cũ với giọng bình thản hơn, chia tay khi tình yêu đã hết. 8 năm im lặng để một lần lên tiếng, điều ẩn chứa sau câu chuyện này là gì, ngoài việc để một lần không nhắc lại. Tôi nói ra tất cả là để một lần không nhắc lại. Tôi nói ra tất cả là để một lần không nhắc lại. Những điều này không phải là để đôi co với Tuấn Thăng, vì chẳng bao giờ tôi muốn thế. Tôi không đặt nặng vấn đề im lặng được gì và nói ra được gì, mất hay được ở đây không phải là điều tôi bận tâm. 8 năm đủ dài và mọi chuyện tôi đã quên. Mẹ con tôi đã có một cuộc sống dễ chịu và đầy đủ. Bé Gia Bảo rất thông minh, khỏe mạnh và chuẩn bị vào lớp 3. Tuy nhiên giờ đây tôi đủ lớn để hiểu được câu chuyện của mình còn có một giá trị khác. Đó là bài học trách nhiệm với những người làm cha làm mẹ, thậm chí là người yêu. Có nghĩa là sự đổ vỡ trong hôn nhân cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của chị hôm nay. Công bằng mà nói, ý nghĩa ở đây là tôi bỏ ra ngoài cuộc sống một người đàn ông không phải của mình, hay đúng hơn không như mình mong đợi. Tôi là người không hướng về quá khứ nhiều, những gì đổ vỡ tôi cho ra đằng sau, chứ không phải suốt ngày oán thán kêu ca và ngồi gặm nhắm nó. Bởi động lực chính là bằng mọi cách phải có tiền, nhiều tiền để nuôi con, tôi gạt những chuyện không hay nhanh lắm. Gia đình chị không khá giả, vì thế những ngày sinh con, chị hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ về vật chất và phụ thuộc luôn cả về mặt quyết định mọi chuyện. Không, vì tôi là một người độc lập, khi có thai rồi nuôi nấng bé Gia Bảo, gia đình chăm lo đầy đủ và hoàn toàn trân trọng mẹ con tôi. Tôi vẫn là một người chính kiến và bảo vệ chính kiến đó. Mọi quyết định thuộc về tôi và vấn đề là bố mẹ sẽ chấp nhận nếu cảm thấy đúng. Về quyết định chia tay Tuấn Thăng là của chị hay do bố mẹ quá thương con gái mà chủ động gặp anh ấy để nói? Quyết định là của tôi. Tôi cũng không nói với bố mẹ. Còn bố mẹ có đi nói với Tuấn Thăng hay không thì tôi không biết. Tôi chính là người nói lời chia tay. Như chị nói, thời điểm chị chia tay là vì Tuấn Thăng không làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng. Có khi nào chị không hiểu cho Tuấn Thăng rằng lúc đó anh cũng rất khó khăn. Thiếu gì những người khó khăn gấp vạn lần Tuấn Thăng mà vẫn động viên được vợ con. Đàn ông cứ gặp khó khăn là nhậu nhẹt say cước, để gánh nặng lên vai người phụ nữ mới lơ ngớ bước ra đời. Và trước mặt biết bao khó khăn thì có đáng để thông cảm không? Hơn nữa dù lúc đó mới 20 tuổi, nhưng tôi không thiếu chín chắn đến mức thấy chồng mình khó khăn là bỏ. Những khó khăn của Tuấn Thăng tôi đã lường trước được và khi yêu, dù người ấy có biểu hiện không tốt, tôi vẫn yêu. Nhưng sự tổn thương quá nặng cộng với những hy vọng về một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình bị tiêu tan, tình yêu trong tôi đã chết. Và lúc đó không có lý do gì tôi giữ người ta lại, cấm cửa cha vì sợ con không an toàn. Khi mới chia tay chị vẫn để Tuấn Thăng đến đưa bé Gia Bảo đi chơi, nhưng tại sao sau một thời gian chị lại cấm tiệc anh ấy đến thăm con? Tôi không hẹp hòi hoặc tàn nhẫn đến mức vì chuyện riêng của mình mà cấm cản Tuấn Thăng, bởi tôi phân định rõ ràng quan hệ nào ra quan hệ đó. Thời gian đầu tôi vẫn để Tuấn Thăng đến thăm và đưa con đi chơi, vẫn để bé về với ông bà nội. Nhưng có lần Tuấn Thăng đưa con đi cả ngày, đến tối cũng không thấy đưa về. Tôi gọi mãi không được, phải bỏ buổi diễn hôm đó để đến tận nhà Tuấn Thăng ở quận 5. Từ đó tôi không dám để anh ấy đưa con đi nữa, vì như vậy sẽ khó đảm bảo an toàn cho bé. Sau vụ đó tôi rất giận. Nhưng giờ chắc chị đã hết giận và bé Gia Bảo cũng đã lớn, nên người cha có thể thăm hỏi bình thường được chứ. Nếu họ tôi chẳng bao giờ cấm, nhưng Tuấn Thăng đâu có hỏi gì. Còn thăm thì không, về cuộc sống của bé những năm qua rất bình yên, nên sự xuất hiện của Tuấn Thăng không phù hợp và không cần thiết, bởi vì gây xáo trộn tâm lý không tốt cho bé. Vậy theo chị lúc nào thì cần thiết và phù hợp? Là lúc bé Bảo tự nhận thức được mình cần cha và quan tâm đến cha. Từ khi biết nói đến giờ bé không mảy may hỏi cha, cũng có thể đó là một điều tốt. Một người mẹ đơn thân nuôi con suốt ngày bằng biểu với những xô diện, có nên chăng cần một người cha cho con? À, tôi không đơn thân nuôi con, từ khi lọt lòng đến giờ, ngoài mẹ, bé luôn được bà ngoại và dì chăm sóc, đón đưa yêu chiều. Cuộc sống từ cân bằng và niềm vui riêng của những người thân yêu
nên cháu và mẹ cháu chẳng bao giờ thấy cô đơn. Có thể chị không cần, nhưng Tuấn Thăng nếu muốn thực hiện vai trò của người cha bằng sự chu cấp cho con, không lẽ chị cũng từ chối? Thực tế chứng minh là dù lúc tôi khó khăn, con tôi vẫn được chăm sóc đầy đủ. Chưa bao giờ bé thiếu thốn thứ gì mà một đứa trẻ cần. Về tình cảm của người cha, thật lòng mà nói, có lẽ chưa phải là lúc đứa trẻ 8 tuổi phải bận tâm. Còn chu cấp cho con, chưa bao giờ Tuấn Thăng đặt vấn đề đó, nên chưa thể nói là tôi từ chối hay không. Tuấn Thăng nói gì? Hiện giờ cảm giác của anh như thế nào? Hiền Thục nói về những vấn đề này không phải là lần đầu. Trước đây tôi đã biết rất nhiều lần, nhưng tôi nghĩ thôi kệ, bà xã, bạn bè, những người xung quanh hiểu mình là được rồi. Tôi không cần phải xuất hiện để phân trần những chuyện đó. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi thấy Thục càng ngày càng đi quá sâu vào câu chuyện. Tôi bị sốc, tôi cảm thấy Thục nói mình giống như thằng Sở Khanh. Bây giờ tôi nghĩ chuyện này không chỉ đơn giản riêng bạn bè, bà xã, mà là những đối tác trong kinh doanh nghĩ về tôi. Thấy không hay lắm, nên tôi quyết tâm bước ra ánh sáng để quyết định phân trần cho rõ, nói ra cho mọi người hiểu. Tôi cũng muốn chứng minh rằng tôi không phải con người Sở Khanh như vậy. Tôi thấy Thục mâu thuẫn. Nếu thực sự tôi là con người cạn tàu ráo máng như lời Thục nói, thì sau khi chia tay, tôi đã không mời Thục tham gia nhiều chương trình lớn do tôi tổ chức để cô ấy thoải mái về kinh tế. Trước đó, tôi tự hào là một bầu xô thành công. Đánh đầu thắng đó, nhưng khi bé Tế Nị được 1 tuổi thì thất bại nối tiếp thất bại, đổ ập xuống. Tôi trắng tay, đợi đến mức đến ngày thôi nôi bé Tế Nị cũng không có một đồng để tổ chức linh đình. Chỉ là gia đình đi ăn thôi, tôi rất buồn. Rồi một hôm tự nhiên gia đình Thục gọi tôi đến nói chuyện, mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói của mẹ Thục. Giờ nó vẫn in sâu trong đầu của mình là: "Con ơi, con là đàn ông mà, những gì con cầm lên được thì con phải bỏ xuống được. Mẹ nghĩ hai con nên chia tay đi, đừng để nhau đau khổ như thế này mãi." Tôi đang rơi xuống vực thẳm, giờ nghe câu nói đó như thể ai đó đạp tôi rơi tiếp. Tôi tuyệt vọng cầu cứu Thục, nhưng Thục nói: "Thôi em cũng không biết làm sao đây, ba mẹ đã phán như vậy thì tạm thời mình như vậy." Thực sự không tin Thục sẽ như vậy nên tôi sốc lắm. Lúc đó tôi hận gia đình của Thục chứ không buồn Thục đâu. Tôi hiểu cô ấy còn quá nhỏ để có lập trường cho lối đi riêng của mình trong vấn đề hôn nhân. Thục là con gái trong gia đình không mấy khá giả, mọi việc đều trông cậy vào cô ấy, nên giờ tôi không trách Thục cũng như ba mẹ Thục. Vì khi làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu được tại sao gia đình Thục lại làm như vậy với tôi. Tôi là chồng mà tôi không giúp ích được, không lo được cho Thục thì ba mẹ nào cũng vậy. Xót con gái mà, tôi cho đó là cái duyên mà không có nợ, đó là ý trời. Nguyên nhân nào anh ép Hiền Thục tổ chức họp báo để công bố con? Thì điểm đó tôi có bắt Thục họp báo công bố bây giờ tôi không nhớ. Tôi không dám khẳng định là có hay không, nhưng tôi biết chắc chắn một điều là tôi không bị khùng để họp báo tuyên bố một điều vớ vẩn. Báo chí đâu cần đến dự những buổi họp báo về những chuyện này. Việt Nam không như phương Tây, tôi đâu phải là người có tầm ảnh hưởng lớn đâu mà phải tổ chức họp báo như vậy. Vậy những lời Hiền Thục nói không đúng sự thật? Tôi nghĩ là vậy, vì như Thục nói là chúng tôi có cả quá trình để điều đình và tôi đồng ý không bắt Thục tổ chức họp báo là hoàn toàn sai sự thật. Quá trình đó dài nên nếu có gì thì tôi nhớ liền, còn những câu tôi bộc phát thì có thể tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ Thục nói rằng em xin anh vì em còn ca hát. Thì đó, Thục có nói câu đó, nhưng không phải vì chuyện tổ chức họp báo. Anh đã từng chung sống với Hiền Thục như vợ chồng 3 năm, ít nhiều anh cũng hiểu tính của cô. Theo anh, hôm nay bùng nổ chuyện này là vì mục đích gì? Tôi nghĩ đây là động tác Thục PR gây scandal chăng? Thục trách tôi tại sao không điện thoại thăm con. Tiền điện thoại bây giờ rẻ lắm, nhưng có ai biết rằng tôi điện rất nhiều lần đều bị đáp lại bằng những câu chua chát. Vậy tôi còn gọi làm gì? Tôi không gọi nữa. Hiện giờ Tí Nị còn quá nhỏ, tôi đến thăm người ta không vui, mà đứa bé cũng chưa hiểu được gì, nên tôi nghĩ thôi cứ để yên. Việc Thục nói tôi bỏ con đứng chiêu lê một mình trên lầu, nói như vậy là vậy. Khi chia tay đã nửa năm, thời điểm đó tôi buồn thì gặp được một cô bạn gái chia sẻ với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Thậm chí cô này hay kêu tôi tới chở Tí Nị đi chơi chung. Tôi giống như người chết đuối gặp được cái phao cứu sinh. Thục cũng nghe phong phanh là tôi có bạn như thế. Tôi không biết Thục nghĩ gì, nhưng tự nhiên đùng đùng kéo đến nhà tôi, vừa nói vài câu là nhảy vào cô bạn gái của tôi xô xát liền. Tôi can ra rồi, Thục còn mắng sùm, hàng xóm bu lại xem tôi rất xấu hổ. Cho đến thời điểm này, anh đã thể hiện trách nhiệm của một người cha với bé Tí Nị chưa? Thực sự tôi vẫn cảm thấy áy náy, nhưng thời điểm ban đầu tôi gần như kiệt quệ, nên sau này khi có lại chút đỉnh, tôi cũng muốn bù đắp bằng những cái khác. Tại sao tôi mời Thục đi hát? Đó là một cái gián tiếp để giúp cho Thục có đồng tiền nuôi con. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.